Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạn đạo kính gửi đến cộng đồng mạng. Xin lỗi quý vị, mấy bữa nay rất là bận rộn, bạn đạo không có cái thời gian nhiều để lên mạng. Thì bạn đạo không phải là cái người thuyết giảng giỏi, mà cũng không phải là cái người để có thời gian để mà soạn bài. Thường thường quý vị mà thuyết giảng giỏi, người ta sẽ soạn bài, giáo án, rồi trình tự. Bằng đạo thì chưa có thời gian làm điều đó. Thì hôm nay để cố gắng cái cũng làm cái kênh YouTube, nó không biết nó có đúng hay không. Thì có quý vị nào có hiểu biết thì chia sẻ thêm cho bằng đạo. Thì bằng đạo khái niệm gì? Bữa nay là ở giờ ở Hilton Texas là 6 giờ 14 sáng, nhằm 7 tây tháng 4 năm 2021. Thì bằng đạo nó nói với vị rồi, lúc nào bằng đạo rảnh thì cố gắng sắp xếp, nhớ cái gì thì chia sẻ cái nấy thôi, chứ bằng đạo không có cái giáo án để ghi chép lại. Nếu sau này có thời gian, đạo sẽ ghi chép rồi sẽ chia sẻ thêm cho quý vị. Thì nhiều khi có những gì không đúng thì mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho bằng đạo. Thì bằng đạo cũng khái niệm lại cái cuộc sống con người thôi, cái góc nhìn của bằng đạo chưa chắc là đúng. Có thể là quý vị nghe qua rồi có thể là lắng lòng tư duy suy nghĩ coi nó có phù hợp với cuộc sống hay chân lý cuộc đời hay không. Thì cũng như bạn đạo nói rồi, mình học giáo lý Phật thì trong kinh Phúc Hoa thì Đức Phật cũng có dạy phẩm phương tiện đó. Quý vị nào có đọc kinh Phúc Hoa thì quý vị sẽ hiểu có cái câu nói là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật đó. Cho nên trong phẩm phương tiện mà Đức Phật Bổn Sư có nói với ngài Xá Lợi Phất, thì những cái gì Bần Đạo nói hôm nay hoặc là những cái trước Bần Đạo chỉ là khái niệm thôi, giống như một cái sườn, có thể là giống như một cái nền móng. Cái nền móng đó có thể là kiên cố hoặc là bắt đầu xây dựng thôi. Có thể là mọi người có kiến thức thêm, có thể là chia sẻ thêm nên nó sẽ kiên cố hơn. Cũng như bạn đạo hôm trước có nói vấn đề mà cũng như vừa Phạm Quốc Hoa nói, khai thị chúng sanh ngộ tri kiến. Cho nên cái giáo lý của Phật, những cái lời nói của Phật trong kinh sách để lại đó, trong kinh sách để lại thì nếu theo bạn đạo, cái góc nhìn của bạn đạo, cái hiểu của bạn đạo, cái biết của bạn đạo đó, thì chẳng qua là hạt cát giữa cuộc đời thôi, không là gì hết. Mà cho dù như thế nào đó, bạn đạo cũng cố gắng để mình đem cái hạt cát đó để chia sẻ đến mọi người. Thì giáo lý của Phật khai thị cho chúng mình, cho mọi người, bản thân của bạn đạo mọi người cũng vậy, trong kinh sách có để đó. Thì mục đích đó thì Đức Phật thường nói, ta đà Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên quý vị cứ tu tập đi, rồi cứ áp dụng cái công thức của giáo lý Phật. Nếu mà chúng ta làm đúng thì nó sẽ là an lạc, lợi lạc ghê lắm. Nó cái đó là cái khái niệm của Quang Cư chia sẻ như vậy. Cũng như mình học về sử học một chút đi. Nếu chúng ta thời hiện đại này, cũng như mình đã đọc sách xa xưa 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 trước, thì mình cũng là sống từng bầy từng đàn, cũng chia sẻ, cũng cũng từng bầy từng đàn, cũng là lộn xộn xộn vèo hết trơn. Cho nên cái xã hội văn minh mỗi ngày chúng ta tiến hóa hơn, chúng ta biết phân tích, được biết nấu ăn, rồi biết mặc áo đẹp, biết xây dựng nhà cửa, không phải là như bầy đàn giống như thời thượng cổ nữa. Cho nên một cái xã hội như vậy thì cái não bộ của loài người hấp thu những cái tinh hoa tri thức của cuộc sống thì có thể là tiến hóa hơn. Nếu xã hội ngày nay mọi thứ nó đảo lộn, nó thiếu đi cái trật tự, thì không khéo thì mình trở lại giống như xưa đó. Thì quý vị đã có am hiểu về cái thời thượng cổ đó, họ cũng từng bầy từng đàn, họ cũng chia từng nhóm, rồi họ cũng đấu đá về miếng ăn hay về chỗ ở đó. Thì ngày nay thì nếu mà chúng ta một cái xã hội văn minh, chúng ta hấp thu tinh hoa những cái kiến thức về các tôn giáo, kiến thức về khoa học, kiến thức về nền văn minh hiện đại, về công nghệ,
Mà nếu chúng ta không có nhận thức được, cảm nhận được thì chúng ta sẽ trở lại y cũ thời thượng cổ thôi. Cho nên những cái gì bằng đạo chỉ khái niệm và chia sẻ thôi, là một cái khái niệm thôi. Quý vị có thể có cái kiến thức sâu sắc thì quý vị chia sẻ thêm. Đó cũng như cái vấn đề như vậy đó. Thì quý vị mà qua vấn đề mà bùa ngải đó, vấn đề chữa bệnh, vấn đề về sức khỏe, vấn đề về tâm linh, thì quý vị nào có am hiểu và tụng đọc kinh dược sư, có nghiên cứu, thì những cái điều ở trong kinh dược sư có dạy đó thì quý vị sẽ biết rồi nó có cái thật hay không. Có nhiều người nói tại sao những cái cũng như cái phương pháp sám hối có gì, mình sám hối là cái gì, mình biết dừng lại cái tội của mình rồi, mình dám bộc bạch những cái ưu, những cái khuyết của mình để nói ra, để chia sẻ với cộng đồng đại chúng thì mới đúng nghĩa là phương pháp sám hối đó. Thì không phải là vì mình cứ cái gì nó không đúng, cái gì nó không tốt, mình không dám nói lên sự thật, thì cái ý nghĩa của cái việc sám hối đó chẳng qua là có cái hình thức thôi, nó không có cái kết quả. Nó theo cái suy nghĩ của bần đạo như vậy. Nếu chúng ta biết sám hối những cái sự việc gì trong bản thân con người mình và cái cộng đồng xã hội, thì mình chia sẻ ra. Nếu mà mình cứ mình nói ra thì bản thân mình cũng không phải là tốt cái gì, mình nói ra thì về bữa thì họ sẽ khui, họ móc. Cho nên có nhiều vị từ các tôn giáo, những cái gì nó bất lợi cho cuộc sống xã hội thì hầu như ai cũng im lặng, họ sợ trả thù, họ sợ quyền lực, thì nó không đúng với tinh thần của cái người tôn giáo và những cái gọi là cái công thức để sám hối. Nếu chúng ta hiểu được cái công thức sám hối thì mình phải bộc bạch những cái xấu của mình ra, và là những cái xấu của mọi người đó mình phải nói ra để cho nó ngăn lại, để cho cái tôn giáo hay là cái xã hội thì để nó tươi đẹp hơn thôi, chứ không có là cái gì hết. Nếu chúng ta biết tu, biết học, biết ta tránh những cái điều lệ đó, ôi thôi mình đi tu rồi, chuyện của xã hội thì cứ để họ giải quyết, thì chủ yếu cái trường xây dựng lên để làm gì, để dạy cho người ta mù chữ. Các cái tôn giáo trên cuộc đời này để xây dựng nhà thờ, chùa, chiền, thánh đường các thứ để gì? Để chủ yếu thì cũng dạy bản thân mình, rồi chia sẻ ra để dạy cho cuộc đời. Chứ quý vị nói mà đi tu thì mình không có xen vào chuyện thế gian á, thì đâu gọi là đi tu. Nếu quý vị mà xây dựng trường học mà quý vị có một mình quý vị, mà quý vị không có dạy học sinh á, thì để xây cái trường học để làm gì? Nó nếu quý vị mà biết đó, chẳng qua là cái hình thức cái cạo đầu mặc áo, rồi có hình thức tôn tượng mình lập lên những cái các vị giáo chủ để mình răn đe bản thân mình được cái đem cái công thức cái gì là tốt đẹp bản thân mình và tốt đẹp cho cuộc đời. Có thể bản thân mình cũng xấu, cuộc đời cũng xấu, thì mình chia sẻ ra để mình cùng nhau để ngồi lại để san sẻ, để rọi rửa những cái khuyết đó, để cho nó có trở thành cái u thôi. Nó cho nên bằng đạo thì không có kiến thức lỗi lạc, nhớ cái gì nói cái đấy, chỉ khái niệm và chỉ chia sẻ thôi. Chứ bằng đạo thực sự xin lỗi quý vị, thì bằng đạo không có thời gian nghe những cái kênh YouTube nào hết, mà cũng có ít cái thời gian. Trước đây thì bằng đạo thường hay đọc sách lắm, thì bây giờ nhín chút thời gian mà nhiều khi rất là ít có. Cho nên trong cái thời điểm rơi vào cái đại dịch cúm một năm qua, bằng đạo cũng rơi vào những cái khó khăn, rất là khó khăn. Cho nên bằng đạo cố gắng phấn đấu đi làm một năm hoặc là 2 năm gì đó, bằng đạo sẽ dừng lại rồi có cái thời gian đọc sách, rồi để mà ghi chú lại mọi thứ, thì sẽ chia sẻ Phật pháp và đời sống cho quý vị cộng đồng bạn nghe. Bằng đạo có cái tấm lòng chân tình như vậy đó, cho nên những cái khái niệm, những cái chia sẻ như vậy đó. Cho nên có nhiều người là không có tin điều bùa ngải. Nếu quý vị mà có hiểu cái cảnh cái góc độ lục đạo luân hồi, gọi là tứ thánh lục phàm đó, quý vị phải hiểu hiểu được tứ thánh lục phàm, quý vị hiểu nó đi sâu sắc vào luật nhân quả, rồi quý vị hiểu được cái phương pháp, thật sự phải hiểu được cái phương pháp sám hối
thì quý vị sẽ cảm nhận được cái những cái lời của Văn Cường nói ra đó. Thì chứ mình không có thờ ơ điều gì hết. Nếu mà qua cái sự việc xôn xao đó, cũng như quý vị chỉ biết trước đi, nhiều năm trước đó, ví dụ 2018 ở dưới Cần Thơ, Văn Đạo cũng có nhiều vị cũng có gửi thông tin cho Văn Đạo mới gần đây, thì nói về vấn đề thần y võ võ gì đó, để Văn Đạo có cái này lại. Có cái người đạo hữu này, họ cũng bị hoang mang, rồi họ cũng bị mất tiền mất tật mang, mà nói họ kêu lên chia sẻ với bạn đạo thì họ nói không dám nói, sợ họ còn hận, họ trả thù, mà trong khi họ bị những cái chính quyền địa phương thụ án và đã bị phạt rồi. Thần y Võ Tấn Hùng đó, thần y Võ Tấn Hùng là cũng một thời cũng là mưa làm gió chữa bệnh, rồi cũng dùng những cái bùa ngải, thì luyện binh thôi quý vị. Nói chung là hầu như các người mà người ta hiểu về vấn đề chú thực đó, đó thì họ sống nghiêng về vấn đề luyện binh đó. Ví dụ đây có dịp nào Bằng Đạo sẽ chia sẻ thêm cái vấn đề thiền vô vi, Bằng Đạo cũng cũng có khái niệm thêm như vị như vậy. Rồi thêm cái trở lại vấn đề á, thì Bằng Đạo sẽ kể cho quý vị nghe một câu chủ chuyện. Thì khi kể ra đây á, thì Bằng Đạo cũng xin lỗi tôn giáo bên Hòa Hảo. Bằng Đạo ra nói chuyện ra đây á, này sắp kể ra đây á, là chuyện cá nhân của một thành viên, một con người đó thôi, chứ không phải là một cái tôn giáo của quý vị. Bằng Đạo đây là không có muốn chỉ trích gì hết á. Thì thập niên trước trước thì trước á, thì ở vùng Bằng Đạo có quen một quý vị này, thì Bằng Đạo cũng xin lỗi sám hối thượng tọa hòa thượng. Bữa nay chắc vị này chắc cũng lên hòa thượng thượng tọa nhiều năm rồi không có gặp thầy. Thì Hoàng Cường xin sám hối thầy nếu có gì không đúng, tại vì Hoàng Cường sắp ra nói ra một cái câu chuyện của thầy đã kể cho Hoàng Cường nghe nhiều năm về trước, rất là nhiều năm rồi, có thể là mười mấy 20 năm thì có. Hoàng Cường nhớ vậy. Thì Hoàng Cường khái niệm thôi. Thì nếu mà có gì thiếu khuyết, nếu mà thầy có tâm có lòng, thì nếu mà có dịp Hoàng Cường về Việt Nam thì sẽ hỏi lại cái việc này, nó sẽ sâu sắc hơn. Thì trước kia đó thầy Đạo Toàn, thầy Đạo Toàn này cũng xuất gia từng tu học ở thiền viện Thiền Chiếu. Thầy cũng một quý vị thầy thuốc đông y giỏi về khả năng trị liệu cho mọi người, mà thầy không có nhập thế vào cái cuộc đời này nhiều. Thầy về quê nhà của thầy là ở vùng gọi là vùng Ba Thê núi Sập, không phải, nó ngoài này một chút đó, cứ lâu quá đó, không nhớ cái địa danh đó chỗ gì. Thì thầy cũng chia sẻ với thầy và với Văn Cường rằng không biết năm nào đó, có thể là sau năm 75 thì phải. Thầy cũng từng tu theo thầy là cái gốc thầy Đạo Toàn là cái gốc tu theo tôn giáo Hòa Hảo. Thầy là cái người cũng có học, có trình độ về thế học, rồi cũng có cái tâm tu học, mà thầy cũng từng đi theo cái tôn giáo Hòa Hảo. Thì trong khi cái tôn giáo Hòa Hảo đó là có một vị đó là trưởng nhóm, rồi mình cái công thức như thế nào mà lâu quá thì Hoàng Cường không có nhớ, thì Hoàng Cường chỉ khái niệm thôi. Thì cái thầy cái vị mà trên với thầy Đạo Toàn đó, thì cũng quý vị mà có am hiểu về đọc kinh sách về của bên tôn giáo Hòa Hảo đó, thì nó cũng có cái gọi là cái ghi chép mà của các vị xưa của bên đó người ta ghi lại. Người ta nói vua Minh Dương sẽ ra đời trong thời điểm nào như vậy vậy đó. Thì để có dịp nào bằng đạo sẽ tìm lại cái quyển sách đó đọc cho quý vị nghe và chia sẻ thêm. Thì cái có thể là cái vị này cũng giáo lý cũng thâm sâu về bên Hòa Hảo, rồi cũng có luyện những cái chú thực như thế nào đó, mà mọi người tôn xưng giống như một vị vua vậy đó. Mà vị này là thôi có nhiều phụ nữ tông tần mỹ nữ là cũng nạp mạng cho cái vị đó rất là nhiều.
mà ý Văn Đạo nói là cuối đời đó thì cũng không có cái luật pháp nào trị, mà chỉ có luật nhân quả trị cho vị này thôi. Cuối đời là thì cũng nằm bao nhiêu năm bao nhiêu, giống như bệnh tai biến vậy đó, mà cũng không phải bệnh tai biến, cũng hầu như cũng gần bán thân bất tội vậy đó. Sự ăn uống rất là khó khăn, cũng la hét rồi đi restroom hay gì rất là khó khăn đó, thậm chí phải nhờ cái dụng cụ móc rồi mới đi được đó. Đó là cái sự chia sẻ của thầy Đạo Toàn, chia sẻ cho Văn Đạo Văn Cường như vậy. Thì Văn Đạo chỉ khái niệm và chỉ nhớ những cái chút xíu thôi, chứ mà để mà ngồi mà thuyết trình về cái đề tài đó thì nếu mà để ghi chép rồi để mà chia sẻ có thể nó dài giờ đồng hồ mới mới hết cái mẫu chuyện đó, theo Văn Đạo nghĩ vậy. Mà lâu quá thì Văn Đạo không có nhớ rõ lắm, chỉ khái niệm ý nói đây cái bùa thực chú ngải đó, thì những cái người mà làm đó cuối đời họ bị cái hậu quả ghê gớm lắm. Cho nên qua đây cái sự việc này có nhiều người nói bị bùa ngải rồi, lại đây tôi hoặc là có nhiều vị chư tôn đức nói thôi là để cái tụng kinh lại Phật nó hết. Thật ra thì cái tỷ lệ đó sáng suốt nó chỉ có 1% thôi, 1% thôi nghe quý vị đó. Nếu mà quý vị mà chưa bị cái gì á, quý vị có một cái giáo pháp ở trong người quý vị á, thì không có bùa thực chú ngải nào nó vào được quý vị hết á. Thì cái bùa thực chú ngải á, thì nó cái tâm của quý vị lay động, hoặc là mình thiếu một cái gì đó hoặc là cái vấn đề gì đó thì nó sẽ vào cái người mình thôi. Nếu chúng ta chưa có bị, chúng ta có một cái pháp đúng cái pháp của mình á, có cái sự tu tập, nó có thử sự an lạc sâu sắc trong con người mình á, thì quý vị sẽ chống được. Còn khi quý vị đã bị bùa ngải rồi, quý vị phải tìm một cái người gỡ ra, cái người mà rỡ ra được cái điều đó, thì thật ra nó cũng trên đầu móng tay thôi, nó cũng ít có người giỏi lắm. Nếu mà mình đi không đúng á, thì sẽ gọi là tiền mất cái gì đó, không phải gọi là nó trầm trọng hơn nữa đó. Cho nên qua đây Văn Đạo chỉ khái niệm cho quý vị một cái, nhắc lại cho quý vị, nếu chúng ta sống với cái cuộc sống hiện tại này, nếu chúng ta sống mà chúng ta thờ ơ, chúng ta không có trách nhiệm với bản thân mình với xã hội, thì chúng ta sẽ quay lại thời thượng cổ, sống từng bầy từng đàn đó, thời thượng cổ thôi. Cho nên bữa nay loài người chúng ta đã tiến hóa rồi, mà chúng ta không giữ gìn, chúng ta không có sâu sắc với cái thời công nghệ hiện đại phát triển của xã hội và thế giới một cái văn minh, nếu mà cái ý tưởng chúng ta mà không có cái tiến hóa thì sẽ quay lại thời thượng cổ. Cái thứ hai đó, có nhiều vị tôn giáo, những cái vị mà Phật tử có hiểu được cái phương pháp sám hối, nếu chúng ta mà không dám nói bản thân mình ra hoặc nói lên bảo vệ cho xã hội nó tốt đẹp, thì cái ý nghĩa sám hối đó thì nó chỉ có cái hình thức thôi, nó không có cái sự kết quả đó. Cho nên mọi sự việc trên cuộc đời này, nếu chúng ta thờ ơ mọi thứ thì nó cũng như tại sao xã hội bây giờ nó xảy ra nhiều thầy thuốc lợi dụng vào tôn giáo, lợi dụng vào từ thiện để lợi dụng những người bệnh. Thì qua cái sự việc này mình phải xem xét lại cái vấn đề y học của mình, cái tổ chức về bệnh viện, nói chung là về mặt bệnh viện thì bác sĩ hay là y tá có thể là cũng thiếu trách nhiệm về chăm sóc bệnh nhân như thế nào đó. Nó cũng có thể là nếu mà chúng ta thờ ơ những cái việc đó thì nó sẽ hệ lụy cho xã hội lớn lắm. Cho nên cái giáo dục với cái y là nó, nếu nó hai cái đó nó kết hợp nó tốt thì nó xây lên một cái xã hội văn minh văn chủ dữ lắm. Nó thì cái sự hiểu biết gì của Văn Đạo thì chỉ chia sẻ đến quý vị một chút vậy thôi, có cái gì không đúng, không có ý đụng chạm gì hết đó, thì có cái gì mong quý vị quan hệ bỏ qua. Thì mong rằng quý vị có tin đến vấn đề bùa ngải không, quý vị chịu khó đọc trong kinh Dược Sư thì quý vị sẽ hiểu được cái điều đó. Thì một lần nữa thì kính chúc ai nấy đều được sức khỏe. Hôm nay Văn Đạo tự mình tập tành, tự mình đưa cái kênh YouTube này lên trên YouTube, thử có được không nha quý vị.
Nếu mà không được như thế nào đó thì Hoàng Đạo sẽ đưa lên Facebook của Hoàng Đạo là Thích Hoàng Cường. Thì quý vị vô Facebook của Hoàng Đạo Thích Hoàng Cường thì quý vị sẽ xem được cái chia sẻ của Hoàng Đạo. Thì hôm nay Hoàng Đạo chỉ chia sẻ khái niệm gì cái sườn như vậy. Thì mong rằng quý vị có thời gian Hoàng Đạo sẽ soạn bài hoặc là làm cái YouTube tốt hơn để chia sẻ đến quý vị. Kính chúc quý vị một ngày bên Việt Nam thì buổi tối, chúc quý vị một đêm ngon giấc. Cho nên cố gắng, ai cũng cố gắng thôi. Dạ.